À đúng rồi, khi mà nóng là que đeo cái này để lấy ra, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con đang làm mà. Con đang làm thì con phải gỡ ra chứ, chừng nào con nấu chín xong rồi con mới đeo vô. Đó, nó nói là mẹ có nhớ không, đeo khi mà nóng quá là phải đeo bao tay cái này. Rồi, con nói đi. Xin chào, con là Chay. Nói đi. Đó. Nói đi, xin chào, con là Chay. Xin chào, con gì? Con là đầu bếp. Con là bếp. Con là đầu bếp. Con là bếp. Không được rồi. Con là đầu bếp. Đầu bếp. Không, phải đầu bếp. Bờ. Bếp. Đúng rồi, ở đây. Đúng rồi. Bữa nay đầu bếp cho tôi order nha. Ok, lấy cuốn sổ ra cho mẹ order. Mẹ, mà con hỏi là mẹ muốn gì? Mẹ muốn gì? Mẹ muốn canh chua cá kho tộ. And everything. Ừ, canh chua cá kho tộ. And everything. Everything, đúng rồi. Everything. Mẹ muốn. And everything. Con nói đi, canh chua cá kho tộ. Đúng rồi, mời khách uống nước trước. Nước này nước gì á? Con nói đi, xin mời. Xin mời, đưa hai tay đàng hoàng. Con nói xin mời khách. Ủa mà, cảm ơn nha, để uống thử miếng nước này coi. Wait. Gì vậy? I said wait, Ủa sao chưa cho uống nữa hả? À, cảm ơn nha. Chưa nữa hả? Ủa, vậy chung cho mẹ uống nước đi, trong thời gian mẹ đợi. Ôi trời ơi, kỳ không? Dạ không. Trời ơi, đầu bếp gì lạ trời. Khách hàng tao muốn ăn giờ nào kệ người ta chứ, quy định nữa. Dạ không. Nè, cái này con phải quay đầu lại vậy nè, con mới nướng được nè. Đó. Mom, you dropping, mom. Này đâu có gì đâu, bỏ vô thôi. Đó, có đồ chơi mới là về nấu nướng nè. Trời ơi, đầu bếp ra nhìn thấy giống y chang đầu bếp luôn, có hai cái tay để giữ ghê. Ôi sao tự nhiên đầu bếp đóng cho tôi. Con hỏi là hôm nay mẹ muốn ăn gì? Nấu cho mẹ một nồi bún bò Huế nha. It's not cooking. Con nói đi, bún bò Huế. Bún bò Huế. Đúng rồi. Ôi trời. Làm lại coi. Ui cho nó lắc. Ui rớt rồi. Dơ quá à, đầu bếp. Rớt vô lụm lại cho em. À thổi hả đầu bếp. À có vụ đó nữa. À đúng rồi. Phải rửa đàng hoàng chứ. Đó. Rớt là bộ đội trước đâu rửa. Đàng hoàng. Mommy, this is my house. Gì? House. Michigan house. Gì Michigan house là gì? Ở đây là Florida house mà. Chứ đâu phải Michigan house. Ôi chà, đã ghê. Chừng mình nghe mùi thơm quá. Thơm ghê. Thơm cái mùi này là thơm mùi nước mắm nè. Đúng không? Hay là thơm mùi dầu hào? Hả? Dầu hào. Ồ, cắt ra con. Ok, cắt ra đi. Đúng rồi, cắt ra cho nó gọn, cho nó như. Đúng rồi, lấy dao. Đúng rồi, cái đó là pepper. Sao con biết cái đó là pepper? Hay vậy? Ai dạy con vậy? Không phải, con vừa cầm, con vừa chặt. Một tay cầm, một tay cắt. Một tay cầm, một tay cắt. Chị đi. Một tay cầm, một tay cắt làm sao? Đây, mày chỉ cho. Đây, con cầm một cái tay vậy nè. Rồi con cắt. Chứ mình đâu có để mà mình cầm vậy được con. Không được, một tay cầm đồ. Một tay mình cắt. Đó. Đúng rồi, không, cầm dao sai rồi, cầm con dao sai rồi, thấy chưa? Đó, đúng rồi. Thấy chưa? Phải cái gì cũng phải học và cái gì cũng phải được mẹ dạy hết á. Chứ đâu phải cuộc đời mà biết hết đâu con. Phải học từ cái nhỏ nhất. Từ một cái cọng con dao mà con còn chưa biết học đây. Làm sao cắt làm sao? Đúng rồi, để ở trên này cắt luôn. Cắt ở trên đó luôn. Cái gì vậy? Thổi cho sạch đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, như nhà bếp có tủ lạnh đâu này nè, đẹp ghê chưa? Cái này đẹp ê. Mommy, what
Sao hả? Bỏ tôi làm gì à? À bỏ tôi làm nó kêu xèo 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 vậy hả? Ừ, tủ lạnh đẹp ê, tủ lạnh bỏ đồ không vừa luôn, đẹp ê. Beep 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 beep. No mom, press. Okay. Xong chưa? No mom. This is done. Oh, xong rồi hả con? Rồi, nhìn sao nữa? Cái đồ nệt đó là chín rồi còn làm gì nữa. Ôi trời trời trời. Ồ chiều giờ nãy giờ mẹ coi cái điện thoại quá trời luôn mà mày chưa trả lời cho cô chú được cái chay. Sau này mẹ mệt quá chay, sau này mày đuối quá chay. Nay là mày cần được ngủ quá chay. Mày cảm thấy mày đang cần được ngủ rồi chay nè. Có thể nào mà con tự chơi để con mẹ đi ngủ được không? Dạ không. Trời ơi. Không ra là câu tôi muốn khóc luôn trời. Trời ơi, nó trả lời một câu làm tôi khóc. Con sẽ có thể nào. Trời, mẹ hỏi lại nha, con có thể nào tự chơi để mẹ đi ngủ không? Dạ không. Trời, mẹ hỏi con lần cuối nè, mẹ mệt quá. Mẹ có thể nào đi ngủ con tự chơi được không? Không thì thôi, cũng phải đi thôi. Con mắt mày mở hết lên nè chay. Con nhìn mắt mày nè. Mắt mày mở hết lên nè. Con lại con dạch mắt mày mở ra coi. Like a less. Ờ à, đúng rồi, dạch mắt ra vậy đó. Dạch mắt mở ra. Ghê quá. Mắt mày đóng lại rồi cái chay tự mày buồn ngủ quá chay ơi. Mẹ buồn ngủ từ hồi sáng lúc mà mẹ đi mua đồ với bà ngoại xong tới giờ đó chay. Sáng này mẹ dậy không nổi luôn mà mẹ phải dậy thiệt sớm để cho hả mẹ với bà ngoại đi mua đồ. Rồi con vẫn còn ở nhà con ngủ với ông ngoại, hiểu không? Uh-huh. Giờ mắt mẹ mở hết lên. Mommy. Giờ con ngồi chơi nha, mẹ đi ngủ nha. Nó nói dạ không. Nó dạ mà nó còn không nữa, nó vậy đó. Nó đâm chiêu kìa. Thôi đi ngủ. Hả? Here we go. Here's the order. Sao order sao? Here's the spoon, mommy. À, rồi cô làm cho mẹ ăn đi để mẹ đi ngủ cho ngon nha. Yeah. Làm cho mẹ ăn đi, mẹ đi ngủ cho nó ngon giấc mẹ chút. Open your mouth. Món đó món gì vậy? Món sugar. Sugar bà hả? Ủa, đút mạnh vô. Đút xạo thôi, đút tưởng tượng thôi, đút gì mà mạnh dữ vậy? Trời ơi, có đứa được đời đó không? Cô chú coi nhà nè, nó đi ra đi vô ngoài sân nó là dơ. Mà nhà hả còn vẫn còn sao? Sao cái nhà có cái nhà cái cứ quét hoài mà nó. Quét hoài la hoài luôn mỗi ngày mà sao nó đượm bụi ta? Hay là giờ tại vì do công trình còn đang thi công. Open your mouth. À. Is that good? Trời ơi. Pepper. Trời ơi, cái quán gì mà phục vụ khách hàng tận tình dễ sợ luôn. Đút tận miệng luôn mà. Hung mà còn quay. Sao? Không có hung mẹ là phải hung liền chứ sao chờ đợi. Hả? Không có được chờ đợi nghe không? Không mà mình. Không mình. Không mình. Let me kiss you. I'm gonna eat you. Ôi đàn á. Đàn á. Đàn. Bây giờ ngồi chơi mẹ ngủ nghe. Hả? Dạ mẹ không. Dạ mẹ không. Yeah, eat it. Trưa chiều nay mẹ dậy cái là mẹ chở bà ngoại đi shopping tiếp đây nè.
Tình là chi đây người ơi, mà ta cô níu tay với, càng vương tới càng thêm xót xa cho cuộc đời. Con này nó có điều điều nhảy con rắn. Nó đặc quá. Điều nhảy ngắn. Điều nhảy ngắn. Nhìn nhìn giống siêu nhân ghê. Nhìn giống siêu nhân xe bê lê ghê. Siêu nhân xe bê lê phải không? Cái chân mà cặp chân mày đó nè cô chú nè. It's straight mommy. This is very straight. Ừ vậy hả con? Dạ mẹ. Con no chưa? Dạ mẹ. Pha dịu qua ngày tay uống nha. Dạ không. Dạ. Dạ mẹ không biết chung. Sao muốn gì qua ngay tay? Đúng. Con này chứ cái khiếp đập nó là gì á. Trời đất ơi. Đó. Sibali dễ sợ đúng không? Xe bà chào dễ sợ. Gotta get you. Thôi chị ngồi đây đi, mẹ đi ngủ nha. Dạ không mẹ. Dạ không mẹ.